Sáng ngày 18 tháng 3 tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, chính hội Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết chủ đạo trong buổi sáng hôm nay tại Phú Thọ có mưa nặng hạt, nhiệt độ khoảng 25 độ. Khoảng 6 giờ trời không mưa, thời tiết lý tưởng để người dân và du khách lên dâng hương. Khoảng gần 7 giờ, trời bắt đầu đổ mưa to. Thời điểm này cũng là lúc các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức dâng hương trên đền thượng. Người dân được lên đền. Tuy vậy, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực sân trung tâm lễ hội, vị trí gần sân công quán để chờ được lên đền dâng hương. Nhiều người mang ô, mặc áo mưa mang theo lễ vật dâng cúng lên các bậc tiền nhân. Ông Nguyễn Căn, 68 tuổi ở Bắc Ninh cho biết đoàn 16 người của ông đi từ 5 giờ sáng, dù mưa hay nắng, năm nào ông cũng cố gắng về Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ các vua hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong bộ quần áo mưa ướt nhẹp, gia đình anh Thường, chị Ly ở Hà Nội lên đền Hùng ngày chính hội. Anh Thường cho biết dù mưa nhưng cũng cố gắng để tri ân các bậc tiền nhân. Đều đặn mỗi tối, tổ công tác đặc biệt 911 thuộc Công an thành phố Đà Nẵng âm thầm tuần tra đem lại bình yên cho người dân thành phố. Trước khi lên đường tuần tra, cảnh sát hình sự, ma túy 113 sẽ hóa trang với quần áo dân sự nhằm xử lý các đối tượng có hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng. Trong ảnh, một cán bộ đang kiểm tra bộ đàm, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cùng công an địa phương tuần tra trên các tuyến đường trên toàn thành phố Đà Nẵng. Lực lượng 911 được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ nhằm trấn áp nhanh các đối tượng vi phạm pháp luật. Cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ C1911 tiến hành dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính đối với một thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Cũng thời điểm này, cảnh sát hình sự thuộc tổ C4911 tiến hành kiểm tra một thanh niên trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu. Tại khu vực chân cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, tổ C4911 nhận tin báo một nhóm thanh thiếu niên mang theo cây ba chĩa đi từ hướng quận Sơn Trà qua quận Hải Châu liền bị cảnh sát mật phục, đón lõng. Cây ba chĩa được các thanh niên khai nhận mang đi để dí cá bằng điện. Tuy nhiên, qua kiểm tra không phát hiện bình điện. Lực lượng 911 Đà Nẵng đã đưa các thanh niên trên về công an phường lập biên bản, xử lý theo quy định. Một cán bộ thuộc lực lượng 911 Đà Nẵng cho biết, dù việc tuần tra ban đêm gặp nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm, nguy cơ bị thương khi làm nhiệm vụ là rất cao, nhưng để đảm bảo an toàn cho nhân dân sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, những cán bộ thuộc lực lượng 911 còn phải động viên vợ con, gia đình vì đặc thù công việc đi làm đêm khuya. Cũng trong đêm, tổ công tác C5 lực lượng 911 Đà Nẵng tuần tra trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, phát hiện Trần Nhật A, 15 tuổi, tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua test nhanh, Nhật A dương tính với ma túy. Nhật A cũng thừa nhận đã sử dụng ma túy trước đó vài ngày. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao cho công an phường tiếp nhận, xử lý. Đại úy Trần Hoàng Phương Nam, tổ trưởng tổ C1911 Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Đà Nẵng, tổ công tác 911 sẽ tiến hành tuần tra, xử lý các thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn về các hành vi gây rối trật tự công cộng, độ chế xe, nẹt bô, lạng lách đánh võng, đặc biệt là các đối tượng hình sự. Dù đêm khuya, lực lượng 911 Đà Nẵng vẫn miệt mài tuần tra, giữ gìn bình yên cho thành phố đáng sống. Vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước vụ việc hai nữ cán bộ công an bị bắt quả tang khi đang bay lắc trong một căn hộ cao cấp ở Hải Phòng. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành quy trình tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ nói trên. Đáng nói, hành vi biết luật mà vẫn phạm luật của những người mang trên mình quân hàm công an nhân dân khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ, thất vọng. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 4, lãnh đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Bùi Thị Ngọc Bích, sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đã bị đơn vị và tổ chức thực hiện quy trình tước danh hiệu công an nhân dân. Đối tượng Bích đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khi bị bắt giữ, Bích là cán bộ của phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài đối tượng này, Công an thành phố Hải Phòng cũng xác nhận đang thực hiện quy trình xử lý nghiêm minh tước danh hiệu công an nhân dân đối với nữ cán bộ tên là Vân Anh, công tác tại Công an quận Dương Kinh. Như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi, cùng ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng, và Vũ Hoàng Cường, 42 tuổi, ở quận Dương Kinh, Hải Phòng. Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại căn nhà Paris 0608 của khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có cán bộ, chiến sĩ công an thành phố. Công an thu giữ 0,13 gam ketamine và một số tang vật có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng cũng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986, chỗ ở tại nhà số 0608 Paris, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, và Vũ Hoàng Cường, sinh năm 1982, chỗ ở số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, cùng thành phố Hải Phòng, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tham gia trong nhóm bay lắc còn có một nữ cán bộ khác là VA đang công tác tại Công an quận Dương Kinh. Được biết, căn nhà diễn ra vụ bay lắc là của Tạo Vũ Tê, sinh năm 1978, ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, con một đại gia trong ngành xây dựng của thành phố Cảng. Vợ của Tê là Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986, một trong ba đối tượng bị công an tạm giữ hình sự nói trên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh làm rõ và xử lý hành vi vi phạm đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến trường hợp cán bộ công an sử dụng trái phép chất ma túy, cách đây không lâu, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm 12 bị cáo, trong đó có 2 người là cán bộ công an. Được biết, không chỉ rủ nhau thuê khách sạn để bay lắc, 2 cán bộ công an còn gọi thêm 2 nữ nhân viên cùng nhập tiệc ma túy. Ngày 4 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Vinh, 38 tuổi, chủ khách sạn Palermo ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, mức án 8 năm 6 tháng tù, và Đỗ Thị Huyền, 35 tuổi, nhân viên lễ tân, 7 năm tù, tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đỗ Trung Hưng, 33 tuổi, cựu cán bộ công an, 7 năm tù. Lê Anh Tuấn, 39 tuổi, cựu cán bộ công an, lãnh 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng tội danh trên, 7 bị cáo khác bị phạt từ 24 tháng đến 8 năm tù giam. Riêng bị cáo Trần Ngọc Tú, 37 tuổi, trú Mỹ Đức, lãnh 12 tháng tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội kiểm tra khách sạn Palermo, địa chỉ thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, phát hiện 6 phòng đang có khách sử dụng ma túy. Cảnh sát đã đưa 29 nghi phạm về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra xác định khách sạn Palermo do bà Nguyễn Thị Phúc, 66 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, đầu tư xây dựng từ năm 2021. Tháng 10 năm 2022, Đỗ Quang Vinh ký hợp đồng thuê lại khách sạn này với giá 50 triệu đồng một tháng để kinh doanh. Tuy nhiên, khách sạn này chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Khách sạn có tổng cộng 13 phòng với 9 nhân viên, giá thuê phòng đôi là 2 triệu đồng một đêm, phòng đơn là 1 triệu 200 nghìn đồng một đêm. Đối với khách bay lắc, Vinh chỉ đạo nhân viên phải yêu cầu đặt cọc phòng trước. Nếu có nhu cầu cần đệm ngồi sử dụng ma túy, nhân viên sẽ kê thêm. Cáo trạng xác định ca trực ngày 8 tháng 4 năm 2023 do Đỗ Thị Huyền phụ trách lễ tân. Huyền có nhiệm vụ sắp xếp phòng, giao phòng, kiểm tra, thanh toán tiền. Vinh cũng có mặt để quán xuyến công việc. Cả hai đã để khách tự do sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Vinh không thành khẩn khai báo, đổ lỗi cho nhân viên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào dữ liệu trích xuất từ camera, đủ cơ sở xác định Vinh trực tiếp đưa thẻ từ mở cửa phòng cho khách thuê. Đáng chú ý, thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra, trong nhóm người tổ chức sử dụng ma túy có 2 cán bộ công an là Đỗ Trung Hưng và Lê Anh Tuấn đang ở phòng 401. Kết quả điều tra xác định lúc 18 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2023, Hưng gọi điện cho Tuấn nói, anh có rảnh thì anh em mình đi chơi. Tuấn sau đó đồng ý và nói, tao đã có đồ rồi, tức là ma túy, thuốc lắc và ketamine. Hưng chỉ cần trả tiền phòng và tiền nhân viên dịch vụ. Đến 19 giờ cùng ngày, Tuấn lái ô tô đến cổng công an huyện Mỹ Đức đón Hưng. Hưng mang theo loa, đèn cùng Tuấn đến khách sạn Palermo. Tại đây, Tuấn bảo nhân viên lễ tân lấy cho Tuấn một phòng nhỏ và cho mượn thêm một cái đệm. Nhân viên khách sạn sau đó đưa cho Tuấn thẻ từ phòng 401. Vào phòng, Tuấn đưa cho Hưng một túi ni lông bên trong có 4 viên thuốc lắc màu xám và một túi ni lông bên trong có một chỉ ketamine để Hưng cầm. Tuấn giữ lại một viên và sử dụng nửa viên thuốc lắc. Hưng và Tuấn gọi thêm 3 nhân viên nữ đến cùng bay lắc và sau đó bị công an ập vào bắt giữ.